Rồi, mình rất vui khi trở lại kênh, khi anh em là cái lượt đăng ký của mình nó là cũng là dặn lên đều, thì mình rất vui cho anh em là tiếp nhận được cái những cái truyền đạt của mình với lại những cái chia sẻ của mình. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký kênh của mình giùm nha, để cho video của mình đề xuất được tốt hơn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ lên đây nhân dịp là buổi sáng quấy ly cà phê để uống nè, thì mình sẽ lên đây để nói chuyện với anh em về vấn đề mà xe bị chết mà đặng cam người bắt kêu bằng chết, còn mình là nói là bị bể hoặc bị rơ và đặng cam, bị rơ dơ, bị dơ và đặng cam. Thì bây giờ mình trở lại nè, xe nào chạy lâu á, dĩ nhiên là xe máy, mà xe nào chạy lâu thì bật đạn á, và đạn số rồi nó ít rơ lắm anh em, và đạn trong hộp số nó ít rơ là, nhưng mà đạn cam là và đạn dên thì anh em chạy lâu nó phải rơ, nhất là và đạn cam. Thì tại sao và đạn cam nó rơ thì nhanh hơn trong xe máy ha, không tính bạc đạn bánh xe, bạc đạn trong cái động cơ thôi, trong cái động cơ xe máy thôi, là bạc đạn cam là nó mau rơ nhất. Lý do là khi mà mình chạy á, là nhông kia thì nó kéo nhông cam, nhông kia thì kéo nhông cam, đúng không? Cái nhông kia thì nó kéo của cốt dên, nó kéo nhông cam để cho cái. Thì khi mà nhông cam quay để nó đóng mở xuất bắp, gọi là cái hệ thống phân phối hòa khí, thì cái gói cam nó đội lò xo, những xe mà nó có công suất nó tương đối lớn thì lò xo xuất bắp nó là cứng, thì nó phải đội, nó đội cốt cam lên, rồi nó có lúc nó sẽ không đội, thì lúc nặng lúc nhẹ, lúc nặng lúc nhẹ, làm cho cái bạc đạn đó nó phải chịu cái lực tải của cái tải không đều, lúc đều, lúc nặng lúc nhẹ, thì cái bà đạn cam nó mau rơ hơn những bà đạn khác. Còn cái mà bích tông của bà đạn dên, rồi dù có bích tông có thì nén rồi, nhưng mà cái chớn nó dù sao là cũng nhanh hơn, cái chớn nó nhanh, nó lướt qua được rồi, nó chuyển động tịnh tiến, nói chung là nó cũng đều hơn, nó nhờ cái lực quăng của qua lăng với lại má dên với lại cái bố ba càng hoặc là cái tạ dên, cái tạ của nồi trước của xe, thì nó sẽ chuyển động đều hơn. Là chỉ có cái chi tiết là cái cốt cam là nó lúc nặng lúc nhẹ, lúc nặng lúc nhẹ là rõ ràng nhất, thì nó sẽ bị rơ và đạn cam. Thì những cái dòng xe như rim quay ngày xưa, quay Thái 100, quay Alpha đồ, rim CT đồ, nó ít rơ và đạn cam, thì chạy lâu nó phải rơ rồi, nhưng mà nó ít rơ hơn. Thì bây giờ là mình sẽ giải thích, mình cái clip hôm nay mình muốn giải thích anh em tại sao những xe đời mới bây giờ nó hay bị rơ và đạn cam như thế thôi. Thì những chiếc xe bây giờ đó, mình điểm danh những chiếc xe mà ưa rơ và đạn cam nha. Thứ nhất là xe Future 125, quay 125i Future 125. Chiếc Future đồng là Future, nhưng mà Future neo, Future ít ít rơ và đạn cam hơn Future 125, Future mập nha. Future cấp rộng là bị rơ và đạn cam. Rồi, những chiếc xe nè, quay S110, RSX110, quay Black, quay Alpha đời mới là bị chết và đạn cam rất nhiều. Rồi, vi sinh đề phóng. Chiếc vi sinh đề phóng, là vi sinh đề từ đề phóng gì đều bị hết. Vi sinh nói chung là vi sinh 110 của Honda, Sirius FI, Jupiter FI vẫn bị rơ và đạn cam như thường. Mau rơ và đạn cam có thể là mở ra là lắc như luôn anh em, nó gào ghê lắm anh em. Thì hôm qua mình mới vừa làm xong, một chiếc vi sinh cho cái anh gần đó bán đồ ăn chay gần tiệm mình. Thì
mình coi rồi thì cò lỏng không, mình có canh cò lại rồi, thì sau khi canh cò rồi mình tháo bộ nồi ra, mình loại trừ luôn, mình bắt cái bô ly với lại cái bô ly ngoài để phóng với ắc đồ vô đầy đủ, mình không gắn như roi gì, không gắn bi nồi gì hết, đẩy vô chỉnh cò lại vẫn kêu vẫn gào, mình phán liền bị bà đặng cam. Thì khi tháo ra là bà đặng cam nó không có rớt bi ra, chưa rớt bi ra, có nhiều chiếc đó mình đã làm nhiều chiếc trước là rớt bi ra luôn, mà đa số là nó bị cái bà đặng cam bên phía bên cái nhông cam, bà đặng cam lớn, bà đặng cam lúc nào người ta cũng làm một một cái lớn một cái nhỏ, thường thường bên cái nhông á thì lớn mà bên cái bên phía đối diện thì nó nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ giải thích tại sao những chiếc xe đó nó hay bị bể bà đặng cam hoặc là bị xè bà đặng cam, lắc bà đặng cam ha. Những chiếc xe đầu bò vuông ha, đầu bò vuông đó là có Alac 110 nè, Alac 110 mà đời mà bình xăng con này, với lại Alac FI mà đời ngàn 2009, 2010, 2011 lại không bị, nhưng mà dòng Alac là ít bị, chút nữa mình sẽ giải thích cho anh em cặn kẽ, nhưng nhờ dòng vi sinh lại bị. Vi sinh đời cũ, đời mới, đời phóng, đời từ gì đều bị, rồi quay S 110 thì cũng có là chiếc xe đó là bị bể bà đặng cam, quay S 110 rồi S 110 á. Sau khi mà đưa cho thợ làm về chạy 1-2 tháng gì mở ra bể bi bà đặng cam luôn. Bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em nghe tại sao nó lại bị như vậy. Chiếc vi sinh quay S 110 nè, rồi Suzuki Viva FI thấy không, Black rồi RSX, nó xài đầu bò vuông thấy không, nó xài đầu bò vuông cho anh em rồi. Nhưng mà đó đây nè, cái cơ cấu quả khí là hai cái bà đặng cam nó như thế này, thì cái đầu bò vuông của nó đó thì anh em biết là bốn cái đũa đầu vô kìa, thì cái bà đặng cam ở bên ngoài nè, cái bà đặng cam bên ngoài thì bốn cái đũa đầu về cái bà đặng cam mà nó nằm sát cái trung tâm mà của bốn cái bù rong đầu nè, bốn con tán để mình xiết cho cái đầu nồng vô anh em, cái nằm sát quá mặt nhôm đây nè, khi mình xiết nó làm cho cái lồng của cái đầu bò đó, cái lồng mà chứa bà đặng cam nó biến dạng, nó bóp bà đặng cam vô, nó bóp cái lưng bà đặng cam vô. Thứ nhất là anh em xiết quá lực bốn con ốc đầu, anh em xiết quá lực bốn góc đầu thì nó sẽ bóp lưng bà đặng cam. Rồi kinh nghiệm của mình nó cho thấy ha, kinh nghiệm của mình cho thấy là những cái dòng như là vi sinh RSX đồ đó, với lại Sirius FI, Jupiter FI đó ha, thì khi mà anh em xiết á, anh em khoan mắt nhông cam vô, khoan mắt nhông cam vô, khi anh em xiết bốn góc đầu bò anh em lắc cốt cam nè, nếu như nó quay nè, nó quay bình thường anh em lắc cái cốt cam, mà lúc cam không đội á, nhả cò chỏ lỏng ra lắc, anh em siết vô mà thấy nó sượng, mà cái cốt cam á, cái bà đạn là bản thân cái bi bạc đạn với bạc đạn mới á, nó rất là trơn, rất là nhẹ, thì khi mà anh em siết mà nó bị sượng á, anh em nhả ra cho mình chừng nào nó quay trơn lại à. Vì nhà sản xuất nó làm quá bó mà nhôm nó bị biến dạng nữa, nó làm quá bó cái lưng bạc đạn không, thì nhôm nó bị biến dạng thì nó bị bóp cốt cam, nó sẽ bóp bi luôn, thì khi mình chạy nó bị sượng bi, thì cái cốt cam nó quay bằng nửa số vòng của cốt máy à, nhưng nó quay cũng rất là nhanh anh em, tua máy là ví dụ như là mấy ngàn vòng lận, ví dụ 4.000 vòng thì nó cũng quay 2.000 vòng trên phút, tua máy 4.000 vòng trên phút thì nó cũng quay 2.000 vòng, thì nó sẽ bị bể bà đặng cam do là mình siết quá lực thì nó ép lưng bạc đạn đó. Rồi thì anh em nhớ là khi mà anh em ráp máy á, anh em ráp xe thì anh em lưu ý cái khoản đó ha, anh em siết ốc đầu bò vừa phải mà cái cốt cam nó còn xây nhẹ, anh em phải gắn nhông cam vô không, rồi kể cả dòng vi sinh luôn nó cũng đều bị ép bạc đạn, là Sirius FI luôn mà đàng ngoài nó 6004 đều bị hết nha anh em, cái đó là kinh nghiệm cho anh em, nếu mà anh em làm được cái đó thì anh em sẽ giảm được cái bể bà đặng cam, vì trên xe zin nó siết đúng lực bốn con ốc đầu bò nên nó cũng bị bóp bi bạc đạn cam ha, chiếc vi sinh hoặc là chiếc quay ép siết đúng nó vẫn bị.
Thứ hai nữa là cái bơm nhớt trên cái dòng đầu bò vuông này nó không tối ưu bằng cái bơm nhớt, cái bơm nhớt của thằng rim quay. Thì thằng rim quay anh em để ý coi, anh em chưa gắn nhông cam nha, mà anh em siết bốn con ốc đầu bò đúng lực đàng hoàng, đúng lực căng đàng hoàng theo tay của mình cảm nhận được, thì cái cuốc cam của anh em á, anh em vẫn lắc dọc về được luôn nè, chứ đừng nói quay mà quay trơn lại quay à, nhưng mà nó vẫn còn lỏng cái lưng mặt đạn. Anh em không tin, bữa nào anh em làm cái máy rim quay anh em siết đi, nó không bị bớt nhôm, vì khoảng cách mà từ con tán là tới cái ổ lưng mặt đạn á, nó rất là xa, và xa mà cái đầu bò đó là cái phần nhôm á, nó gia cố từ cái đũa đầu lên cái đầu quy lát nó rất là dày, thấy không? Còn sau này nó làm nhôm như thế nào mình không biết, thì xít vô là nó bị, với lại cái lồng lưng nó hơi làm hơi bóp thì nó sẽ bị xè mặt đạn, thấy không? Thì video này là cũng dài rồi, mình cũng muốn giải thích cho anh em nhiều cái lắm. Rồi tại sao mà AB125 đề từ đó là nó cũng là đầu bò vuông mà nó không bị anh em? Lý do AB110 á là cơ cấu cam cò nó rách rời ở ngoài, mà cái mặt mà gắn cam cò ở đây nè, cái mặt để mình siết bốn con ốc đầu vô á, để gắn nguyên cái bộ cam cò của nó đó, nó bằng là gan pha gì anh em, rất là cứng, cho nên là anh em cái dòng AB đó là mà chỉ rơ là khi mà chạy đồ đúng thời dạng mà đúng định kỳ thôi, chứ nó không có bị như là thằng Vinson với lại quay S110 đó. Rồi AB125 cũng vậy anh em, nó cũng là đầu bò là nhôm, nhưng mà cái bốn cái đũa đầu nó ra xa trọng tâm của cái lưng bạc đạn cam, cho nên là khi anh em siết á, ví dụ bốn hai cái đũa đầu bên là bạc đạn cam lớn này, nhưng mà cái dòng bi đó nó cách xa ra lắm, cho nên anh em siết nó không ảnh hưởng đến phần nhôm bóp cái lưng bạc đạn vô đó. Thì anh em nói cho anh em hiểu cái phần đó. Còn thằng Future 125 á, thì mình nghĩ là do cái đường bơm nhớt của nó rồi nữa, nó không tối ưu lắm, cho nên nó hay bị rơ và đạn cam, chứ không phải là bị bóp lưng mặt đạn như những cái dòng đồ bò vuông đó. Rồi nó phụ thuộc vào nhiều vào cái đường bơm nhớt rồi nữa, thì mình chỉ nói ở đây là cái bệnh mà đa số là thợ thì coi cái này, người nào chưa biết thì cũng nên là tiếp thu ý kiến của mình là siết bốn con ốc đũa đầu đó là anh em phải nắt không, như quay S110 là đũa đầu nó 7 ly nó, nhưng mà nó xài con tán đầu là 12, cái anh em lấy tiếp 12, cần tiếp 12 dài hơn, cái anh em dặn theo cái cần tiếp dài thì lực nó quá, thì anh em nào mà coi cái clip của mình thì nên chấn chỉnh lại, còn khách hàng này thì cũng hiểu thêm về cái bệnh này. Rồi thì clip cũng dài rồi, thì qua clip này nên mình cũng giải thích được cho anh em là tại sao những cái xe đầu bò vuông là nó hay bị bể của Honda, nó hay bị bể cái bạc đạn cam. Thì ở đây là do trọng tâm của bốn cái đũa đầu nó sát cái lưng của bạc đạn cam quá, cái lưng đó là bằng kim loại, bằng nhôm, thì khi mình siết nó bị là biến dạng cái lưng, nó sẽ bóp cái lưng bạc đạn, nó sẽ bóp bi bạc đạn làm cho bạc đạn sượng mau bị rơ. Rồi như vậy là cái cách khắc phục là một là mình lấy cái nhám mình bo cho cái lưng bạc đạn đó nó rộng ra, thì cái đó là phương pháp đó là lâu, nhưng mà anh em nào mà làm được cái đó thì nó sẽ bền lắm. Còn hai là mình giảm cái lực mà siết bốn ốc đầu bò khi mà mình làm máy hay là sấy xúc bắp hoặc là dặn hơi lại. Rồi xin chào anh em nha. Rồi, nhớ đăng ký kênh mình nha. Chào anh em nha.